Xin chào tất cả mọi người đang theo dõi livestream của Viện Thẩm mỹ Công nghệ Cao Dimec. Mọi người ơi, hiện tại thì em đang có mặt ngay trước phòng điều trị laser và phía bên trong bác sĩ của Dimec đang thực hiện điều trị laser cho một vị khách hàng vô cùng là đặc biệt. Và trong livestream ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng gặp gỡ với anh Karam, anh đến từ Maroc và hiện tại thì anh đang thực hiện liệu trình laser xóa xăm sử dụng công nghệ laser PicoWay. Bây giờ thì xin mời tất cả mọi người cùng với em để vào trong lắng nghe những chia sẻ của anh Karam và cùng gặp gỡ với bác sĩ trao đổi xem tình trạng của anh như thế nào nhé. Long time no see. Yeah, and how do you feel now? Good. Yes, okay, really good. Yeah. Mọi người ơi, hiện tại thì hôm nay là buổi điều trị laser thứ hai của anh Karam rồi nha. Và bác sĩ đã chỉ định cho anh xóa xăm sử dụng công nghệ laser PicoWay. Và như mọi người có thể thấy là hiện tại là bác sĩ đang trong cái tiến trình điều trị laser cho anh Karam vùng tay nha mọi người. Và cái màu mực anh Karam muốn xóa chủ yếu là màu xanh và màu đỏ. And how do you feel, Karam? Can you share with us how do you feel about the first treatment? First treatment, it was a little painful, but second treatment, it's better than the first treatment, yeah. But of course, it's not painful like when you are making tattoos. Anh theo anh Karam thì anh có chia sẻ là sau cái buổi điều trị đầu tiên thì cũng khá là ổn và cái việc xóa xăm này thì cũng sẽ không đau đớn bằng cái việc mà khi mà chúng ta xăm hình xăm lên trên người ạ. Bác sĩ có thể chia sẻ một chút là cái công nghệ laser PicoWay này tại sao lại có thể xóa được những cái mực xăm như thế này được không ạ? Cái công nghệ laser PicoWay này thì nó sẽ sử dụng cái thời gian phát xung tính ở pico giây. Thì nó sẽ phá vỡ những hạt mực xăm ra thành những mảnh nhỏ và từ đó sẽ các đại thực bào mình sẽ để ăn dần. Và cái công nghệ này rất ưu việt cho cái việc mà xóa xăm, tại vì thời gian cực kỳ ngắn thì mới có thể phá được những cái mực xăm rất là nhỏ. Từ đó chúng ta sẽ rút ngắn được cái thời gian điều trị. Trước thì sẽ phải mất từ 10 đến 15 buổi, nhưng sau khi sử dụng công nghệ PicoWay này chỉ cần từ 6 đến 8 buổi chúng ta có thể loại bỏ hoàn toàn mực xăm. Và thậm chí cả những cái mực xăm khó như là mực xanh màu xanh lá cây, màu đỏ. Yeah. Bác sĩ có thể chia sẻ một chút là hôm nay đã là buổi điều trị thứ hai của anh Karam rồi, thì với cái màu mực như thế này của anh thì khoảng cần bao nhiêu buổi điều trị được không ạ? Tùy với những cái chất lượng mực xăm mà mình xăm vào thì có những cái tiên lượng khác nhau, nhưng tuy nhiên đối với anh Karam này thì tiên lượng sẽ khoảng 6 buổi. My doctor say you need to 6 seasons. Six seasons. The laser treatment, it can remove all the tattoo for you. Okay. Yeah. And this is the second laser you do. And how do you feel about the feeling in your skin? On the skin, it's better than the first one. Yes, it's better than the first one. Yeah. Bởi vì là hôm nay cũng là buổi thứ hai của anh Karam để điều trị laser rồi và cái mực của anh cũng đã giảm màu đi so với buổi thứ nhất. Chính vì vậy mà cảm giác hôm nay của anh là sẽ thoải mái hơn buổi thứ nhất. Hiện tại mọi người có thể thấy là kỹ thuật viên của Dimec đang kết hợp cùng với bác sĩ để tiến hành xịt lạnh trong cái quá trình điều trị của anh Karam để giúp cho anh có thể thoải mái và thư giãn hơn trong quá trình điều trị. She used cool air sprayer. This is cool air sprayer machine. Yeah. And it can help you to more comfortable. Yes. Và trước khi mà anh Karam được điều trị laser như thế này thì kỹ thuật viên của Dimec cũng đã tiến hành ủ tê cho anh khoảng 15 cho đến 20 phút nha. Bác sĩ ơi, thì không biết là một buổi điều trị laser như thế này thông thường sẽ mất khoảng thời gian bao lâu ạ? Đối với cái những diện tích nhỏ thì chúng ta mất 5-10 phút, còn nếu mà diện tích quá lớn thì mất tổng khoảng 20 phút. Vậy thì đối với những cái, không biết là cái công nghệ laser PicoWay này thì có thể điều trị được tốt những cái loại mực xăm nào vậy bác sĩ? Đối với PicoWay thì có thể điều trị hầu hết các loại mực xăm, trừ những mực có người những xăm màu trắng thì cũng không thể điều trị được, còn tất cả những cái màu khác đều có thể điều trị được. My doctor say the laser PicoWay can treat all the tattoo color. Mọi người có thể thấy là khi bác sĩ chiếu tia laser vào vùng xăm cho anh Karam như thế này thì ngay lập tức vùng xăm của anh các cái hạt sắc tố sẽ bắt màu với laser và chuyển sang màu trắng ngay nha mọi người.
Và đây thì sẽ là, bác sĩ không biết thì khi mà cái tình trạng laser đáp ứng như thế này có phải là cái tác tố như này là đáp ứng màu trắng chuyển luôn không hay là? Đây là những cái đáp ứng màu trắng gọi là tạm thời thôi, nghĩa là đang có đáp ứng tốt để phá vỡ những hạt sắc tố ra. Còn sau đó thì nó sẽ dần dần chuyển thành cái màu xăm, nhưng sau đó nó sẽ mờ dần theo từng buổi điều trị một. Chứ không phải là sau khi bắn là nó trắng này luôn mà nó trắng luôn. Vậy thì sau laser như thế này thì anh Karam có cần phải kiêng kem gì nhiều không ạ? Sau laser thì anh Karam chỉ cần bôi các loại kem dưỡng để lành vết thương thôi. Với những cái màu mực xăm thì rất là đậm như thế này và đã đáp ứng tốt với lại laser PicoWay thì không biết là tiên lượng với những cái điều trị bệnh lý về sắc tố như thế nào với bác sĩ? Đối với những cái trường hợp sắc tố thì tùy từng bệnh. Nếu mà trong những trường hợp mà những cái đồi mồi hoặc tàng nhang thì đối với PicoWay có thể xử lý sau 3-5 buổi. Nhưng đối với tình trạng nám mảng, bớt hori thì có thể loại bỏ sau khoảng 10-15 buổi. Tùy vào mỗi tình trạng của mỗi cá thể. Vậy thì sau laser này thì không biết là da của anh Khoan là có để lại vấn đề sẹo hay gì không ạ? Đối với công nghệ PicoWay là công nghệ hiện đại nhất hiện nay thì nó hoàn toàn không để lại cái tình trạng sẹo như công nghệ nano đời cũ. It don't leave the scar on the skin after the laser. Are you still good? Trong xuyên suốt cái quá trình mà bác sĩ điều trị laser cho anh Karam như thế này thì kỹ thuật viên của Dimex là luôn luôn tiến hành xịt lạnh cho anh để giúp làm lạnh cái vùng bề mặt da và giúp cho anh Karam được thoải mái hơn trong quá trình điều trị. Mọi người có bất cứ câu hỏi hay là thắc mắc gì xin vui lòng mà comment trực tiếp trên livestream hoặc inbox để Viện Thẩm mỹ Công nghệ cao Dimex có thể hỗ trợ mọi người một cách nhanh nhất ạ. Yeah. It's finished. Mọi người có thể thấy là khi bác sĩ điều trị xong cái vùng laser xóa xăm cho anh thì cái vùng ấy ngay lập tức là chuyển trắng hết nha mọi người. How do you care your skin after the first treatment? Yes, with the medicines the doctors give me. Okay. Is it difficult? No. Anh Karam có chia sẻ là sau laser thì anh chăm sóc tuân thủ theo những chỉ định của bác sĩ về tất cả như là kem bôi và việc này thì không hề có khó khăn gì nha mọi người. Và một lát nữa sau đây khi yeah, okay. This one is very light. Yeah. I forgot this. Anh ấy muốn nó ủ tê chỗ này trước anh ạ. To the next time. Bởi vì next time we'll make sữa. This next time. Yeah. Not today. Next time we do this. And no need we apply more laser on this because I remember last time when we applied the laser on two times on this place, it was very difficult to heal. So yeah, I think okay. It's fine. Because my doctor say we have to use higher energy of laser, so we have to pass a lot. Okay. Mm. No. Okay. Are you still comfortable? Yeah. If. Yeah. Vậy thì không làm phiền anh Karam trong cái quá trình điều trị của anh nữa thì em cũng xin phép là kết thúc livestream tại đây và rất cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream. Nếu như mọi người có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc gì về các cái bệnh lý sắc tố da, nám tàn nhang hoặc là có nhu cầu xóa xăm muốn sử dụng công nghệ hiện đại nhất hiện nay là công nghệ laser PicoWay đến từ Hoa Kỳ, mọi người hãy vui lòng để lại comment, inbox hoặc để lại số điện thoại để đội ngũ tư vấn viên của Dimex có thể hỗ trợ mọi người một cách nhanh nhất ạ. Xin cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo của Viện Thẩm mỹ Công nghệ cao Dimex.